Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Sở hữu giọng ca đầy tình cảm thu hút Ngọc Sơn đã được các khán giả yêu mến và đặt cho biệt danh ông Hoàng Nhạc Sến. Anh nổi tiếng với hàng loạt bản hit do chính mình tự sáng tác như Vầng Trăng Cô Đơn, Tình Cha. Trải qua gần 30 năm giữ ngai ông Hoàng Nhạc Sến, Ngọc Sơn đã sở hữu được một khối tài sản khổng lồ mà bất cứ ai cũng phải choáng ngợp, ghen tị. Ngọc Sơn sở hữu một căn biệt thự dát vàng hoành tráng, độc đáo tại một con phố sầm uất ở ngay trung tâm quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo mẹ ruột của ông Hoàng Nhạc Sến tiết lộ, thì để mua phần đất nền của căn biệt thự này, gia đình bà đã phải sử dụng 3 căn nhà ở quận 10 và quận Tân Bình cùng với 1.000 lượng vàng để trao đổi. Căn biệt thự của Ngọc Sơn được định giá tới 105 tỷ và được mệnh danh là cung điện mang phong cách rùng rợn, âm u, vô cùng độc đáo, đúng với tính cách quái dị của chủ nhân. Bên trong căn biệt thự, tất cả nội thất đều được gia công một cách tỉ mỉ cầu kỳ, từ những loại gỗ quý hiếm. Không những vậy, căn biệt thự của Ngọc Sơn còn được trang trí trên tường bằng những họa tiết hình rồng, phượng được dát vàng xa xỉ. Nhằm thỏa mãn đam mê ca hát của mình, Ngọc Sơn còn bỏ ra khoản chi phí khủng để lắp đặt. Hạng mục phòng thu âm hiện đại ngay trong biệt thự. Bên cạnh sự chịu chơi khi xây dựng căn biệt thự dát vàng độc đáo với giá trị 105 tỷ, Ngọc Sơn còn thể hiện đẳng cấp với thú chơi xe sang đẳng cấp. Vào năm 1995, Ngọc Sơn đã trở thành nghệ sĩ đầu tiên sở hữu một chiếc xe Cadillac siêu phẩm dài 6 mét, được nhiều vị tổng thống phương Tây ưa chuộng. Năm 2011, Ngọc Sơn hé lộ với báo giới chuyện anh được mẹ tặng cho một chiếc BMW tiền tỷ. Dù đối với nhiều người, giá trị của chiếc xe này là không hề rẻ, nhưng Ngọc Sơn vẫn cho rằng đây chỉ là một món quà nhỏ và anh sử dụng chiếc BMW này chỉ vì đây là món quà của mẹ. Ngọc Sơn chia sẻ về thú chơi xe của mình. Ngày ấy mình sung lắm vì cứ nghĩ các ngôi sao trên thế giới sắm xe hơi nhà lầu được, thì ca sĩ Việt Nam mình cũng dư sức sắm được bằng chính giọng hát của mình. Nên ai giới thiệu xe nào hấp dẫn là y như rằng Sơn sẽ sắm cho bằng với người ta. Độ chơi ngông, sự giàu có của Ngọc Sơn còn được thể hiện khi anh đầu tư tới 1.000 cây vàng để tự đúc tượng mình. Bức tượng này được đặt trước cửa nhà của Ngọc Sơn và ông Hoàng Nhạc Sến tự hào tuyên bố rằng đây là công trình chưa từng có trên thế giới. Tuy nhiên, sau đó không lâu, chính quyền đã yêu cầu Ngọc Sơn di chuyển bức tượng này. Độ giàu có của Ngọc Sơn cũng được thể hiện qua những lần làm từ thiện ông Hoàng Nhạc Sến thường xuyên. Ông Hoàng Nhạc Sến thường xuyên tổ chức những hoạt động từ thiện ý nghĩa như phát gạo, phát tiền và quà cho những người nghèo trong mỗi dịp sinh nhật. Hành động ý nghĩa của Ngọc Sơn duy trì đều đặn trong gần 20 năm qua, đã trở thành thông lệ cứ khoảng 26 tháng 11 hàng năm, những người dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn lại đồng loạt tìm đến nhà của ông Hoàng Nhạc Sến để nhận quà. Những ngày gần đây, tin đồn Ngọc Sơn và danh ca Như Quỳnh sắp kết hôn khiến cộng đồng người hâm mộ vô cùng xôn xao. Bởi nếu hai ngôi sao này kết hợp thì khối tài sản đồ sộ của ông Hoàng Nhạc Sến sẽ to lớn hơn như thế nào? Được biết, Ngọc Sơn sinh năm 1970 tại Hải Phòng, năm 17 tuổi anh bắt đầu theo học trường nghệ thuật Thanh. Được biết Ngọc Sơn sinh năm 1970 tại Hải Phòng, năm 17 tuổi anh bắt đầu theo học trường nghệ thuật sân khấu thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ sau 2 năm rèn luyện, Ngọc Sơn đã trở thành một hiện tượng được đông đảo khán giả chú ý khi tung ra loạt hit như Lòng Mẹ, Giận Hờn. Đồng thời, nhờ việc tạo được hiệu ứng riêng cho giọng ca của mình, Ngọc Sơn đã một bước lên làm ngôi sao và được mệnh danh là ông Hoàng Nhạc Sến của làng giải trí trong nước. Sau gần 30 năm duy trì sức hút ở V-pop, hiện tại Ngọc Sơn vẫn tất bật với những show diễn lớn, nhỏ ở trong và ngoài nước. Đặc biệt, sau rất nhiều năm tích lũy, nam ca sĩ đang sở hữu một khối tài sản khiến nhiều người phải ước ao. Hiện tại, Ngọc Sơn vẫn là một ca sĩ đắt show với mức thù lao cao ngất ngưỡng trong làng giải trí. Bởi vào hồi đầu tháng 3, nhạc sĩ Phú Quang từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn, có hai ca sĩ miền Nam hát bolero tôi đánh giá cao là Đàm Vĩnh Hưng và Ngọc Sơn. Ngày xưa Ngọc Sơn có mức cát xê cao lắm. Các ca sĩ Sài Gòn hồi đó như Bảo Yến, Nhà Phương được trả 150, ca sĩ ngoài Bắc vào như Thanh Lam được trả 100, riêng Ngọc Sơn phải là 750. Trong khi đó, gia đình ông Hoàng Nhạc Sến đang khiên sống trong một ngôi biệt thự dát vàng tọa lạc trên đường Sương Ngực Ánh. Năm 2013, Ngọc Sơn từng tiết lộ việc đã mua bảo hiểm trinh tiết đời trai 1 triệu đô và chia sẻ rằng việc anh bỏ số tiền lớn để mua bảo hiểm trinh tiết thể hiện quan điểm
chỉ trao cho người xứng đáng nhất và duy nhất. Năm 2017, Ngọc Sơn tậu thêm một căn hộ 2 tầng nằm tại tầng 22 của một khu đô thị cao cấp ở Hà Nội để tiện cho việc đi lại biểu diễn ở đây. Căn hộ trên có diện tích 117m² với 2 phòng ngủ, phòng khách, bếp và công trình phụ. Nam ca sĩ cho biết số tiền anh bỏ ra để mua căn hộ này là hơn 4 tỷ đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.